Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24h hôm nay xin kính mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Em trai dùng dao đâm anh ruột tử vong sau khi đi nhậu về khống chế kịp thời kẻ cầm dao lao tới đâm chém túi bụi công an ở Nha Trang. Phát hiện hàng loạt sai phạm ở khách sạn bị tố có dòi trong thức ăn. Khởi tố em rể hờ ăn trộm vàng tiền của chị vợ ở An Giang. Tiết lộ nguyên nhân cự Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm không phải bồi thường hơn 2.700 tỷ đồng. Đang ngủ trên xe thì bị đánh ngã, cướp xe máy. Vạch trần sự thật người phụ nữ chuyên lừa đảo mua sữa hộp ở Hà Nội. Youtuber thờ Nguyễn bất ngờ tái xuất, diễn biến kỳ lạ, khó hiểu. Sau đây kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, em trai dùng dao đâm anh ruột tử vong sau khi đi nhậu về. Ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự Trần Văn Long, sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để điều tra về hành vi giết người. Được biết, nạn nhân là anh Trần Văn Lý, sinh năm 1984, trú tại địa phương, anh trai ruột của đối tượng Long. Theo thông tin ban đầu, 16 giờ ngày 30 tháng 4, Long về nhà ở tổ 6 ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc sau khi ăn nhậu. Tại đây, Long gặp anh ruột là Lý, hai anh em Long nảy sinh mâu thuẫn đến đánh nhau. Tức giận vì bị anh trai đánh lại sẵn hơi men trong người, Long đi xuống bếp lấy một con dao Thái Lan nhằm hù dọa Lý. Tuy nhiên, trong lúc xô xát vì quá hoảng loạn, Long đã đâm vào cổ anh trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Long đã chủ động ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Tin tiếp theo, không chế kịp thời kẻ cầm dao lao tới đâm chém túi bụi công an ở Nha Trang. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang Khánh Hòa ra quy định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1982, trú ở khóm Củ Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang để điều tra và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó đêm 29 tháng 4, tổ công tác của công an thành phố Nha Trang đang thực thi nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy gần khu công viên Ba Rừng. Phường Vĩnh Phước thì phát hiện Nguyễn Văn Đen cùng một người anh ruột sinh đôi là Nguyễn Văn Trắng cầm trên tay con dao tự chế dài khoảng 30cm. Nghi vấn đối tượng có hành động bất thường nên tổ công tác chủ động tiến hành kiểm tra, yêu cầu giao nộp hung khí, đồng thời đến công an phường Vĩnh Phước để xử lý. Đen không chấp hành mà còn cầm dao tự chế chạy về phía công viên Ba Rừng. Nên một số cán bộ chiến sĩ công an truy đuổi, Đen cầm dao đe dọa chém công an và dùng dao cắt cổ tự sát nếu công an đến gần. Trước tình huống đó, tổ công tác phải bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng đen vẫn cầm dao lao tới đâm chém túi bụi, nhưng cán bộ chiến sĩ công an né tránh kịp thời, tiếp tục bắn chỉ thiên để khống chế, tước lấy con dao và bắt giữ đối tượng dẫn giải về cơ quan công an. Tin tiếp theo, phát hiện hàng loạt sai phạm ở khách sạn bị tố có giòi trong thức ăn. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 5, ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã có kết quả bước đầu của đoàn kiểm tra liên ngành tại khách sạn Ventana Nha Trang. Đoàn liên ngành yêu cầu chủ khách sạn Vetana Nha Trang dừng hoạt động chế biến thức ăn tại khách sạn, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của đoàn. Ông Minh thông tin. Theo ông, sau khi các kênh thông tin phản ánh về việc những người đang lưu trú tại khách sạn vetana tố trong thức ăn có dòi, trưa ngày 1 tháng 5, đoàn kiểm tra do Sở Y tế đã kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, đoàn phát hiện khách sạn vetana Nha Trang tự ý nấu ăn phục vụ cho khách cách ly. Điều này trái với quy định. Khách sạn Ventana Nha Trang thực hiện sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, cập nhật lưu mẫu không đầy đủ, chỉ lưu thực đơn ngày 29 và 30 tháng 4 cùng mẫu đồ ăn chiều 30 tháng 4. Khách sạn Ventana Nha Trang cũng chưa xuất trình được hồ sơ, hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước dùng trong chế biến tại cơ sở. Chưa hết khách sạn không xuất trình được giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở mà trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa xuất trình giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, danh sách người trực tiếp chế biến thực phẩm được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Với các lỗi trên, đoàn kiểm tra của Sở Y tế yêu cầu chủ khách sạn VETANA Nha Trang dừng chế biến thức ăn tại khách sạn phục vụ cho người cách ly, đồng thời phải ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Ngoài ra đoàn kiểm tra đề nghị chủ khách sạn Vetana Nha Trang nộp giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, danh sách người trực tiếp chế biến thực phẩm. Khách sạn này còn phải thực hiện chế độ kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nguyên liệu phụ gia thực phẩm phải có các hồ sơ hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm an toàn, thực phẩm sử dụng để chế biến phải rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác đúng quy định. Như tin tức 24 giờ TV đã phản ánh, nhiều người đang cách ly theo diện tự trả phí tại khách sạn Vetana Nha Trang, đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang. Tố thức ăn nơi này cung cấp có giỏi. Sau khi phát hiện, họ đã báo cho chủ khách sạn nhưng sự việc không được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, một số người đang mang bầu hoặc có con nhỏ vì thức ăn không đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng nên có đặt đồ bên ngoài vào. Họ bị nhân viên khách sạn ra giá 500.000 đồng đến 100.000 đồng mới nhận đồ giúp. Trả lời phóng viên bà Phạm Thị Thanh, quản lý khách sạn Vetana Nha Trang phủ nhận việc có giòi trong thức ăn. Bà này cho rằng những khách này cố tình bỏ giò vào thức ăn để ép khách sạn phải đưa thức ăn bên ngoài vào. Chuyển sang tin tức tiếp theo, khởi tố em dễ hờ ăn trộm vàng tiền của chị vợ ở An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trợ Mới An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Duy Phương, sinh năm 1984, cư trú ấp Phước Thời A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, về tội trộm cắp tài sản. Điều tra ban đầu, Trần Duy Phương quen biết sống như vợ chồng với chị NXN, sinh năm 1985, tại ấp Long Thành, xã Long Điền B, huyện Trợ Mới An Giang. Do mê đỏ đen và không có tiền tiêu xài, nên Phương nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm. 10 giờ ngày 3 tháng 4, biết chị của vợ là bà NXT nhà ở sát vách cùng vợ mình đi công chuyện nên Phương đột nhập nhà bà T, cậy tủ lấy trộm 19 chỉ vàng, 5 chỉ vàng 24 cara, 14 chỉ vàng 18 cara và 6 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt. Sau đó Phương lấy xe đi thành phố Hồ Chí Minh bán vàng được 66 triệu đồng. Có tiền Phương đem nướng và đỏ đen và tiêu xài cá nhân. Phát hiện mất trộm, chị Tê trình báo đến công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an huyện trợ mới phối hợp công an quận Bình Tân bắt giữ Trần Duy Phương khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tin tiếp theo, tiết lộ nguyên nhân cự Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm không phải bồi thường hơn 2.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sinh năm 1953, trú tại phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 11 năm tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại Bộ Công Thương, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nhà nước hơn 2.700 tỷ. Đồng phạm của ông Hoàng tùy theo mức độ phạm tội cũng đã phải nhận những hình phạt tù khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến dư luận thắc mắc tại sao cơ quan tố tụng đã xác định số tiền thiệt hại trong vụ án hơn 2.700 tỷ nhưng tòa án lại không tuyên ông Hoàng và đồng phạm phải bồi thường. Theo bản án sơ thẩm thiệt hại trong vụ án này là quyền sử dụng thửa đất số 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được giao không đúng quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm hủy, thu hồi các quyết định giao đất trái pháp luật và như vậy thì thiệt hại đã cơ bản được khắc phục. Do vậy, việc tòa án không yêu cầu các bị cáo bồi thường dân sự không có nghĩa là vụ án không có thiệt hại. Bởi thực tế, thiệt hại trong vụ án còn nhiều hơn số tiền 2.700 tỷ. Lý do tòa án không buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại vì hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nên nhà nước chưa mất quyền quản lý sử dụng khu đất vàng 246 Hai Bà Trưng. Bản án sơ thẩm xác định việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thuê khu đất 2462 Bà Trưng trái pháp luật chỉ là một mắt xích trong chuỗi hành vi vi phạm quy định gây thất thoát lãng phí. Thiệt hại trong vụ án là một quá trình khi ông Vũ Huy Hoàng và cấp dưới thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan quản lý khu đất số 246 Bà Trưng. Quá trình này được tính từ thời điểm công ty dựa biên nước giải khát Sài Gòn Sapeco trực thuộc Bộ Công Thương góp vốn tới khi Sapeco thoát vốn, chứ không chỉ dừng lại ở việc cho thuê đất. Việc Sapeco thoái vốn khỏi liên doanh Sabeco Pern không phải là doanh nghiệp nhà nước, là hành vi cuối cùng dẫn tới hậu quả của vụ án. Trong vụ án này, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sabeco làm chủ đầu tư dự án, được nộp tiền nghĩa vụ tài chính và thuê khu đất có diện tích hơn 6.000 m2 tại số 246 Ha Bà Trưng với giá trị quyền sử dụng đất cho thuê 50 năm tại thời điểm quyết định cho thuê ngày 30 tháng 6 năm 2015, hơn 1.000 tỷ đồng là không đúng đối tượng, không thông qua đấu giá là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước. Từ những dẫn chứng trên cho thấy, việc tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không tuyên buộc ông Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm phải bồi thường thiệt hại của vụ án là số tiền hơn 2.700 tỷ là có căn cứ. Thay vào đó, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ quyết định cho thuê đất và các văn bản liên quan trái pháp luật đối với khu đất số 24623 Trưng, đồng thời giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc xử lý khu đất này theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan đã cân nhắc, xem xét, áp dụng các tình tiết có lợi nhất cho các bị cáo. Tin tiếp theo, đang ngủ trên xe thì bị đẩy ngã, cướp xe máy. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Phong Vũ, sinh năm 1987, ngụ phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan công an, 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, công an xã Phước Trạch nhận tin báo từ ông Dũng cho biết bị đối tượng lạ cướp mất chiếc xe máy biển kiểm soát 95E1-58492 rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, công an xã Phước Trạch phối hợp với công an huyện Gò Dầu cử lực lượng đến hiện trường điều tra, đồng thời bố trí lực lượng ở các tuyến đường truy tìm đối tượng cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ truy dấu, công an huyện Gò Dầu phát hiện đối tượng cướp đang trốn ở nhà một người dân ở khu vực Đồng Ruộng thuộc ấp Tránh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Sau đó, cơ quan công an bố trí lực lượng vây giáp xông vào bắt giữ đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Phong Vũ đang sống như vợ chồng với người phụ nữ tên L tại ấp Tránh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Tờ mờ sáng ngày 30 tháng 4, Vũ điều khiển xe máy của chị L đi từ nhà người bạn ở ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu để về Bến Cầu. Trên đường đi, Vũ thấy ông Dũng đang ngủ trên xe máy đậu ven đường chờ khách nên nảy sinh ý định cướp xe. Để thực hiện ý định, Vũ quay lại nhà người bạn gửi máy của chị L rồi đi bộ đến chỗ ông Dũng đang ngủ, khi ông Dũng chưa kịp phát hiện, Vũ đẩy ông Dũng ngã xuống đất rồi cướp xe chạy về bến cầu cất giấu ở nhà trọ. Khi Vũ chưa kịp mang xe máy của ông Dũng đi bán thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tin tiếp theo, vạch trần sự thật người phụ nữ chuyên lừa đảo mua sữa hộp ở Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Thị Huyền, sinh năm 1988, trú tại xã Lam Sơn, huyện Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từng có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, nhưng sau khi ra tù, Huyền vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, 8 giờ 45 phút ngày 23 tháng 4, chị Trần Thị Hà, chú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, đang bán hàng tại cửa hàng sữa Hà Thảo tại xóm mới, xã Thọ An, đã phát hiện Trịnh Thị Huyền điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SR màu xanh, biển kiểm soát 29Y74407 đến để hỏi mua sữa. Chị Hà thấy Huyền có đặc điểm nhận dạng và đi chiếc xe máy giống với người phụ nữ đã lừa đảo, lấy đi 9 hộp sữa bột các loại của con gái chị tại đường Trung Tự, phường Tây Tự, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nên giữ Huyền cùng xe máy biển kiểm soát 29Y7-4407 và trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự công an huyện Đan Phượng đã vào cuộc điều tra làm rõ mánh khóe phạm tội tinh vi của Huyền. Các vụ án do đối tượng gây ra. Sau khi học hết lớp 12, Huyền bỏ quê ra Hà Nội học nghề làm đẹp. Để có tiền tiêu xài, 10 giờ 30 ngày 3 tháng 11, Huyền đã lừa của chị Trần Thị Hà Giang, chủ cửa hàng Kiss Home, có địa chỉ tại số 227 đường 422 thuộc xã Tân Lập, Đan Phượng, gần 3 triệu đồng. Trong vụ án này, Huyền đóng giả là khách mua hàng, đặt vấn đề mua của chị Giang hai hộp sữa bột, Pediasu Úc loại 850 g Trong lúc nạn nhân lấy hàng, Huyền giả vờ hỏi mua thêm hai hộp sữa Ensur Úc loại 850 g Đến khi thanh toán, đối tượng nói dối rằng không mang tiền mặt và muốn thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Khi chủ cửa hàng không đồng ý thanh toán bằng phương thức trên, đối tượng nói dối mình là giáo viên dạy học ở gần cửa hàng đang vội mua sữa cho cháu điều trị trong bệnh viện. Sau đó đặt vấn đề lấy được sữa trước rồi sẽ rút trả tiền sau. Chị Giang tin tưởng đồng ý cho Huyền mang sữa đi, nhưng lâu không thấy quay lại, thanh toán tiền, thì biết mình bị đưa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Huyền đem bán cho một cửa hàng tạp hóa lấy 2,8 triệu. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2020, Trịnh Thị Huyền đến cửa hàng Nhật nội địa Imochi, địa chỉ số 92 khu Gò Mèo, thị trấn Phùng, Đan Phượng để hỏi mua sữa. Trong quá trình giao dịch, đối tượng nói với nhân viên bán hàng là chị Nguyễn Thị Huyền rằng có quen chủ cửa hàng. Sau đó Huyền bảo nhân viên gọi điện cho chủ cửa hàng, họ về việc giảm giá khi mua hàng với số lượng nhiều. Khi nhân viên cửa hàng gọi điện cho chủ cửa hàng nhưng không liên lạc được, Huyền giả vờ bảo nhân viên đưa điện thoại cho mình để nói chuyện với chủ cửa hàng. Trong lúc nhân viên lấy sữa thì Huyền không gọi cho chủ cửa hàng, nhưng vẫn nói dối với chị Nguyễn Thị Huyền là đã nhắn tin. Chủ cửa hàng đồng ý cho Huyền nợ tiền sữa, chiều quay lại trả. Vì tin tưởng Huyền là bạn của chủ cửa hàng nên chị Nguyễn Thị Huyền đồng ý lấy sữa ra ngoài xe máy, sau đó Huyền bỏ đi. 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Cường chủ cửa hàng gọi điện cho chị Nguyễn Thị Huyền mới biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi lừa đảo được sữa, Huyền đem bán được hơn 7,7 triệu. Cùng với thủ đoạn này, 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1, Huyền Lừa chiếm đoạt của chị Lê Mai Hương ở Đan Phượng hơn 6,2 triệu. Ngày 21 tháng 4, Huyền Lừa mua hàng rồi lấy đi của nhân viên ngân hàng là chị Lê Thị Mai Hương ở Đan Phượng 8 hộp sữa. Số hàng này Huyền đem bán cho cửa hàng tạp hóa của chị Vũ Thị Hảo ở Thanh Xuân Hà Nội với giá 5,9 triệu. Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được 10 hộp sữa trên, xác định giá trị tài sản là khoảng 7 triệu đồng. Chuyển sang tin tức tiếp theo, YouTuber Thơ Nguyễn bất ngờ tái xuất, diễn biến kỳ lạ khó hiểu. Khóc lóc tuyên bố giải nghệ sau lùm xùm của Manh Thông, YouTuber Thơ Nguyễn trở lại với tên gọi Thơ Ngáo Ngơ, song gây chú ý hơn là việc dù bị dân mạng kêu gọi tẩy chay, nhưng kênh này vẫn tăng lượt theo dõi một cách chóng mặt. Sau khi nhà hàng kênh YouTube Thơ Nguyễn đã chính thức quay trở lại với tên mới Thơ Ngáo Ngơ vào ngày 1 tháng 5, cùng với tiểu bảo bảo Thơ Nguyễn tái xuất như chưa hề có cuộc chia tay đầy nước mắt và tuyên bố giải nghệ về vụ lùm xùm liên quan búp bê Cú Mang Thông cách đây chưa lâu. Điều này tạo nên ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Nhiều tranh cãi nổ ra về thái độ lươn lẹo của chủ kênh YouTube. Nhiều người cho rằng màn khóc lóc tỏ ra hối hận, tuyên bố dừng lại trước đó của cô là giả dối. Dân mạng thắc mắc, mãi là kênh YouTube này không biến mất. Tại sao đã lên video khóc lóc tạm biệt rồi nhưng vẫn còn xuất hiện? Điều đáng lưu ý diễn biến kỳ lạ khó hiểu của kênh YouTube này. Theo đó dù dân mạng kêu gọi tẩy chay bỏ đăng ký theo dõi Thơ Nguyễn, nhưng thực tế kênh YouTube này tăng lượt follow theo dõi một cách chóng mặt. Đến giờ kênh này đạt 8,88 triệu người đăng ký, tăng thêm 50.000 lượt, chuẩn bị cán mốc 10 triệu đủ điều kiện được YouTube trao nút kim cương như mục tiêu Thơ Nguyễn tuyên bố cách đây chưa lâu. Theo số liệu thống kê từ trang Sosopl, 50.000 lượt đăng ký kênh YouTube của Thơ Nguyễn chỉ diễn ra trong vòng 30 ngày gần đây. Trong đó có ngày kênh này đạt đến hơn 10.000 lượt đăng ký. Trở lại YouTube, Thơ Nguyễn không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Trong khi đó, cách đây 2 tuần, cộng sự của cô tuyên bố kênh YouTube này tiếp tục hoạt động mà không có Thơ Nguyễn và không bật nút kiếm tiền. Một số clip biến mất trước đây cũng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, hoạt động trên các trang mạng xã hội là quyền tự do của tổ chức cá nhân. Việc thơ Nguyễn mở lại kênh YouTube là hợp pháp, vì trước đó cô không bị khóa kênh, chỉ bị phạt hành chính về hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý, mê tín dị đoan. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h.